Chiều ngày 1 tháng 6 vừa qua, sau những ngày nắng nóng gay gắt, Hà Nội đã nổi cơn dông bất chợt. Mưa dông xuất hiện đúng giờ tan tầm, khiến nhiều người không kịp trở tay, thậm chí không ít người phải đội mưa về nhà. Mới đây, một trận gió lốc lớn này đã thổi tung chiếc rạp cưới khi hàng trăm quan khách đang ngồi ăn cỗ, khiến nhiều người hoang mang, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc rạp cưới ở Hà Nội bị dông lốc thổi tung, đổ nghiêng ngả. Lúc này nhiều thành viên trong gia đình đã chung tay hỗ trợ để dựng lại khung rạp, nhưng do gió lớn nên gặp nhiều khó khăn. Theo dõi trong đoạn clip cho thấy, các mâm tiệc đã được bày sẵn, đồ đạc đổ nghiêng ngả, trong khi một số quan khách và thành viên trong gia đình chỉ biết ngơ ngác đứng bên cạnh, xung quanh nơi tổ chức tiệc cưới trông khá tàn hoang. Có lẽ trận dông lốc kéo đến bất ngờ sau những ngày nắng nóng khiến gia đình không lường trước được vấn đề, dẫn đến hậu quả khá nghiêm trọng. Không những thế, trận dông gió lớn còn cuốn theo các bụi mù mịt, một số cây xanh gãy đổ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người bày tỏ sự thông cảm với gia chủ và cũng cho rằng gia đình có phần chủ quan. Nếu như dàn rạp được chằng nếu dây kỹ hơn thì tiệc vui có thể không bị đứt quãng.